năm mới này thì em cũng cũng rất là mong chờ, vì mọi người cũng có nói là năm nay sẽ là một năm may mắn dành cho em. Nhưng mà nghĩ đến việc mua nhà thì em nghĩ là chắc chưa đâu, chưa còn xa lắm. Đối với năm nay thì mục tiêu mà em đề ra đó là sẽ thực hiện những cái dự án về cộng đồng của mình, và kèm theo đó sẽ là một hành trình đi đến với đại Miss Cup 1 quốc tế, một hành trình đến Việt Nam. Và em nghĩ là cho đến cuối cùng thì khán giả đang có những cái kỳ vọng và họ cũng đang rất là trông chờ mình. Tuy nhiên thì có những cái điều mà mình còn chưa thực sự hoàn hảo thì mình cần phải nhìn vào đó để mà hoàn thiện bản thân. Và sắp tới thì em mong là cái hành trình mà em hoàn thiện mình, hành trình học hỏi sẽ còn tiếp tục nữa, và cuộc thi Miss Cup 1 quốc tế sẽ là một phần để mà em có thể đưa đến khán giả, cho khán giả để những cái nỗ lực. Thực ra thì đối với hiện nay có rất là nhiều cuộc thi và cũng có rất là nhiều các danh hiệu hoa hậu, thì đó cũng là một cái mà em lo ngại, chứ lo là mình không có thể hiện được hết bản thân mình, như là không show ra được mình là con người nào để khán giả. Tuy nhiên thì song song thì mình cũng phải nhìn vào đó và cố gắng hơn nữa. Và em nghĩ là với một Xuân Hạnh thì thực ra Xuân Hạnh không phải là một cô gái có quá là nhiều cá tính, nhưng mà Xuân Hạnh là một cô gái mà gọi là chân thật, đơn giản. Thì mong là sắp tới thì em cũng có thể thể hiện được cái khả năng của mình nhiều hơn, cũng như là cho khán giả nhìn thấy được những cái khía cạnh, những cái tốt. Đó là một cái mà anh rất là mong mỏi, rất áp lực ạ. Tại vì ngay cả khi mà tham gia cuộc thi Miss Cup 1 Việt Nam là đã rất là áp lực rồi. Lần này Miss Cup 1 quốc tế cũng hứa hẹn là sẽ mang đến những cái sự đổi mới, những cái rất là thú vị và những cái thử thách nữa, thì em cũng không biết được nó sẽ là một cái gì, và em cũng phải chuẩn bị rất là nhanh chóng để mà hoàn thiện bản thân mình. Từ lúc mà đăng quang đến giờ, thực ra là từ lúc mà em tham gia cuộc thi đến giờ là cũng chưa về được ba mẹ lắm, mà đến đêm chung kết thì mẹ với ba cũng bận đến không có vào được. Và khi mà em đặt được cái ngôi vị này, mẹ có gọi điện rất là vui, rất là hạnh phúc, và cũng có cái sự rất là không tin được á. Nhưng mà kèm theo đó thì cũng lo lắng con gái, rồi lo là con gái đã ăn gì chưa, rồi là cảm thấy như thế nào, chăm sóc tinh thần cho con gái. Thì cái đấy là cái mà cho em động lực rất là nhiều. Hiện tại thì em đang cần phải tăng cân, nên là đến nữa em về nhà là em cũng mong là em sẽ có thể tăng được cân đó, tại vì mẹ em nấu ăn rất là ngon. Dạ. Xuân Hạnh một lần nữa xin được gửi lời chúc cũng như là cảm ơn các quý khán giả đã theo dõi hành trình của Xuân Hạnh.